Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ xuân về đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ xa xưa và luôn được lưu giữ cho đến hôm nay. Nét đẹp đó thể hiện ở chỗ người dân, du khách hay Phật tử đến chùa trong những ngày đầu năm mới và cầu mong may mắn, tài lộc, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, cầu cho mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc bình an, tâm đức thanh tịnh. Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của dân tộc người Việt. Bởi lẽ, mọi người đến chùa với nhiều mục đích khác nhau. Người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên. Người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và những người trong gia đình. Cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Nhưng nói chung, khi đến chùa, mọi người đều mang tấm lòng thành kính. Từ đó họ tìm đến với đức tin, sự thanh thản, bình an trong tâm hồn, về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa, trước dáng vẻ uy nghi của những bức tượng Phật sơn son thép vàng. Cùng tiếng chuông mõ ngân theo lời kinh của quý tăng ni, tất cả quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí yên ả, thanh tịnh, khiến cho tâm hồn mỗi người chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Đi lễ chùa trong những ngày Tết đến xuân về là việc làm mà những người lớn tuổi luôn làm gương cho các thành viên khác trong gia đình, luôn cố gắng duy trì và truyền dạy cho con cháu nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa của người Việt. Năm mới đi chùa không chỉ cầu an, cầu phúc, cầu may mắn cho bản thân gia đình mà còn mong những điều tốt đẹp đến với quê hương, đất nước. Phần lớn, người dân Việt Nam đi lễ chùa theo truyền thống gia đình. Từ đời này qua đời khác, với những nhà theo đạo Phật từ lâu thì việc đi lễ chùa đã trở thành một hoạt động thường ngày. Bất cứ ai khi đến chùa đều mong tìm sự bình an cho gia đình, nghiệm ra những nhân quả thông qua giáo lý nhà Phật, từ đó có thể dạy lại cho con cháu sống tốt hơn, hướng thiện hơn. Tục đi đến chùa làm lễ, sau đó hái về một nhánh cây đem về gọi là hái lộc, hoặc đốt một nén hương rồi đem về cắm trên bàn thờ gia tiên gọi là hương lộc. Họ tin rằng xin được lộc của trời đất, thần Phật ban cho thì sẽ làm ăn phát đạt quanh năm. Đầu năm mà đi chùa vì cầu mong cho các con, các cháu ngoan ngoãn, biết dâng lời cha mẹ, học hành đến nơi đến chốn và gia đình vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay con cùng với mẹ con đi chùa đầu năm để cầu bình an cho mọi người và gia đình hạnh phúc. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, nhiều người Việt Nam vẫn không quên lên chùa thắp nhang, cầu cho mình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới. Đặc biệt là sau giây phút đón giao thừa, người ta đi chùa là để hướng con người nghĩ đến cái tâm tốt lành, hướng thiện, đức từ bi, trí tuệ của nhà Phật. Người Việt chúng ta cũng tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh để hòa vào dòng người đi lễ. Mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời đất. Đi chùa xin lộc đầu năm, cho lòng thanh thản, cho tâm an lành.